Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh kiến thức nha Thì cái nội dung ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái thủ thuật liên quan đến tinh học văn phòng Thì cụ thể là mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để chúng ta bỏ những cái gợt đỏ bên dưới chữ trong Microsoft Bobon Thì cái phiên bản Bobon mình đang sử dụng là 2019 Các bạn hoàn toàn có thể áp dụng cho những cái phiên bản trước đây như 2007, 2010, 2013 2016. Để có thể khắc phục được cái lỗi này á thì các bạn sẽ vào cái menu file ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ vào cái phần option chỗ này. Lúc này chúng ta sẽ nhận được một cái cửa sổ là Bo-bon Ball Ball option. Các bạn sẽ xuống cái menu thứ hai là Roofing. Chúng ta sẽ tìm đến cái mục cuối cùng À, khi mà chúng ta đánh văn bản đó nó sẽ kiểm tra chính tả hoặc là ngữ pháp trong bobon à, lúc này đây các bạn sẽ bỏ đánh dấu check chỗ này bỏ luôn cái này sau khi mà chúng ta tắt hết những cái phần này thì cái tính năng kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong bobon sẽ được tắt thì đương nhiên nó sẽ giải quyết được cái trường hợp ở đây thì à, các bạn lưu ý đó là một tính năng rất là hay nếu như chúng ta sử dụng cái ngôn ngữ đó, là tiếng Anh À, còn chúng ta sử dụng tiếng việt thì cái phần kiểm tra lỗi này á nó sẽ không làm đúng nha cho nên chúng ta sẽ tắt đi thì cũng cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi cái video này của mình à, các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể theo dõi những cái video mới nhất trên kênh cảm ơn các bạn rất nhiều